và lên mái tóc thề, ngõ hồn dân tái Ồ, tê. qua vậy. Anh làm thơ vô quy, khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã Tiếp luôn. ghi. Mây mùa trăng vô quy, vì mưa gió không về, lối mòn anh bước đi. Có nàng hoen đôi mi, ngóng theo đường vắng hoe, chỉ còn em với anh. Quá dữ. Được. Trời ơi, cặp đôi này được nha. Cái cặp này về mà kẹt quá đi hát đám cưới cũng được ha. Rồi, đã ổn định chỗ ngồi, mời bạn nữ giới thiệu. Mình tên là Nguyễn Thị Mỹ Như ạ. Mỹ Như. Em 34 tuổi, em đang kinh doanh online. Em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê mình ở đâu? Ở Bình Dương chị. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em tên Nguyễn Ngọc Phi, năm nay em 36 tuổi. À, em là người thành phố Hồ Chí Minh luôn. Hiện tại em đang công tác bên làm gì bên em? Nhà hàng khách sạn chị. Em là bếp trưởng điều hành bên nhà khách sạn đó chị. À, bếp trưởng nấu ăn rất ngon ha. Bên 36, bên 34 hả? Đẹp à. 34, à, được đó. Rồi, mình giới thiệu một chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình cho bạn trai nghe đi Như. À, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng. Trước em làm ngân hàng thì em là một nhân viên kinh doanh rất là giỏi. À, dạ. Làm ngân hàng mà nghỉ về nhà bán hàng online. Dạ. Lý do tại sao? Tại em thích tự kinh doanh hơn. Mình đang kinh doanh mặt hàng gì? Em đang kinh doanh trang sức ạ. Trang sức. Dạ. Wow. Bán hàng online nhiều khi lương nhiều hơn ngân hàng đó nha. Đừng có đùa. Còn những cái điểm yếu của mình là điểm yếu gì? À, điểm yếu của em là không có thích nấu ăn và cũng hơi nóng tính một tí xíu. Vậy là ai nấu cho mình ăn? Thực ra thì em nấu ăn thì em nấu được, mà tại vì em không có thích nấu nên em ít nấu thôi. Công nhận thấy giống như trời xui đất khiến đó nha. Bên kia là không thích nấu ăn, gặp ngay cái anh này là rất thích nấu ăn, đầu bếp nữa chứ mày. Trời, ghê công nhận, trời xui đất khiến hay thiệt á. Em học nấu ăn từ năm bao nhiêu tuổi? Dạ em vào nghề là năm nay cũng gần 20 năm rồi anh. Wow. Hay, quá dữ luôn. Xuất sắc. Vậy là khỏi lo rồi ha. Dạ. Bây giờ điểm mạnh của em là gì? Dạ ca hát anh. Ca hát hả? Em thích nhất là thể loại nhạc bolero. Đâu hát bài nó làm nhẹ thử nhàng câu lãng rồi. Mạn rồi. Con đường xưa em đi, vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn dân tái tê. Qua dữ. Anh làm thơ vô quy, khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Tiếp luôn. Mấy mùa trăng vô quy, vì mưa gió không về, lối mòn anh bước đi. Có nàng hoen đôi mi, ngóng theo đường vắng hoe, chỉ còn em với anh. Quá dữ. Quá dữ, quá được. Dữ. Nấu bếp giỏi mà hát giỏi nữa, giờ cô gái hát đối đáp thử coi sao. Dạ, em hát một bài đoạn. Bóng đò cặp ngang bến sông, biết anh sang lòng em vui thầm. Viết bài thơ trên giấy qua, mang tiếng yêu gửi trao tình em. Thầm mong ông tơ sẽ mối, để cho hai đứa mình gần nhau. Hẹn mai đông qua xuân tới, đón em về cho trọn tình anh. Được. Trời ơi, cặp đôi này được nha. Cái cặp này về mà kẹt quá đi hát đám cưới cũng được ha. Bây giờ á là hai đứa mình coi kiếm bài nào hát chung thử được không? Hợp á, anh thấy giọng đi cũng ngọt á. Không, giọng bolero với giọng này là hợp rồi. Bolero em thích bắt bài gì em? Em thường hát nhạc dân ca nhiều hơn, còn bolero thì biết mấy bài nhạc nữ không mà không có biết bài song ca. Em biết bài Sầu Tím Thiệp Hồng không em? Dạ chắc cũng thuộc sơ sơ. Rồi chơi Sầu Tím Thiệp Hồng. Chiều tím không mây, đường cũ bước lần về, mà tim day dứt đau. Nhiều đêm ngắm hoa, mà ước duyên mình đẹp đôi. Pháo hồng nhuộm tiếng đưa, lá thư chậm rơi, từng lá nghe buồn buồn, tưởng bước ai tìm về, mở rộng vòng tay, đón anh nhưng nào thấy, sầu dâng lên tim biết bao
giờ cho quay. Được, tôi thấy cặp này được rồi đó nha. Nãy giờ em có thuận lợi rất nhiều đó ha, hát hay nè, rồi đầu bếp giỏi nữa. Nhưng mình có một cái tật xấu hay điểm yếu gì không để mình nói cho cô gái biết luôn? Em sợ nhất là chuột và em ghét nhất là chuột. Tại vì trong ngành bếp thì em không thích những cái con đó. Riêng em thì là em mũi của em bị dị ứng với lại lông chó, lông mèo anh. Thì em không thích. Nói chung là không phải không thích nhưng mà tại vì em dị ứng á. Đúng rồi. Cho nên em không có gần gũi với con vật đó được. Coi như là ghét chó, không thích mèo. Rồi bạn gái có nuôi con gì trong nhà không? Dạ em nuôi thỏ. Thỏ. Ủa mấy con thỏ? 4 con. 4 con thỏ. Thỏ được không em? Đừng có thấy nữa. Đừng có thấy ta nuôi về làm vài món kỳ lắm nha. Được anh. Rồi bây giờ mình nói chuyện về tình trường cho hai bên hiểu nhau đi. Bên đây Như trải qua mấy mối tình rồi Như? Dạ em chưa trải qua mối tình nào. Em có một, em chỉ có một mối tình đơn phương năm lớp 10 thôi. Cũng có muốn tìm hiểu thử nhưng mà gặp một hai lần em không có ưng người. Lý do sao không chị? Chưa, em cũng rất là dễ thương. Lý dạ, nào mà bao nhiêu em hả? Kén quá chị. Em kén là kén sao? Ví dụ em tại vì lúc năm lớp 10 cũng cái chuyện đó cũng xảy ra một vài vấn đề. Chuyện đó chuyện gì vậy em? Cái mối tình đơn phương á của em á. Đơn phương thôi mà lúc lớp 10 thì mới có 16 tuổi. Nhưng mà em sau đó em quyết tâm là em nói em không thích ai trước nữa hết. Cái mối tình đơn phương nó kéo dài bao lâu? Khoảng nửa năm á chị. Có nửa năm đơn phương. Nửa năm em mày nói cái chuyện đó gì đó làm em giống như chuyện đó làm em sốc hả? Nó cũng có sốc vậy. Xong rồi em giống như là cũng mới lớn mà nên là xảy ra cái chuyện gì đó thì mình... Chuyện gì đó là chuyện gì? Ý là sao? Tại em nghe bạn gái của em nói là cái bạn đó đi đính chính với người khác là không có thích em. Nhưng mà bạn đó lại lén tặng thiệp cho em. Bạn đó tặng trước. Xong rồi em sốc, xong cái em mới nói là em không thích ai trước nữa hết giờ. Trời ai thích ơi, em? Giật mình. Dạ, cái chuyện đó là chuyện đó đó hả? Chuyện đó dạ. Sốc hàng lắm. Chuyện nó bình thường đó mà, làm sốc như vậy. Ở con nít mà, có học lớp 10 hả? Nhát anh ơi. Trời dạ. 3-4 tuổi trẻ tưởng đâu 24 chứ. Không mình trẻ lắm em. Nhưng mà vậy mà nó chưa có mối tình nào thấy lạ. Không ai để ý, không ai cua em. Nhưng mà từ đó tới đây em không thích đàn ông luôn hả? Em không có cảm tình như ngày trước nữa. Giống như là ngày trước thì em thấy nó vô tư lắm. Còn bây giờ thì nhìn ai em thấy cũng giống như là không có ngây thơ như ngày trước nữa. Cái lúc mà em quen anh đó dạ. Anh có nắm tay gì em chưa? Dạ không, em yêu đơn phương thôi, chưa có gặp. Chưa có nắm tay gì luôn? Chưa có nói chuyện luôn. Có nghĩa là tới giờ 3-4 năm là chưa có hôn ai, chưa nắm tay ai luôn hả? Em có thử quen một vài lần nhưng mà gặp được 1-2 ngày cái là em thấy không hợp. Có thử hôn không? Dạ chưa. Hả? Nghe trời, hôn mắc cỡ. Trời. Còn trong trắng. Mỗi này được á, anh hỏi thiệt em nha. Dạ. Thấy đàn ông em có cảm giác gì nữa không? Có anh. Có nhưng không? Mà chỉ một vài người thôi. Người nào mà em cảm giác được em tả thử người đó có giống bên đây không? Cũng đẹp trai á. Cũng được. Không có gia trưởng. Người có tài á. Người này có tài rồi đó. Đầu bếp 20 năm rồi đó em. Có tài thôi. Có ước mơ lớn. Ước mơ lớn. Người ta sẽ mở nhà hàng. Mở quán ăn. Mở tất cả những gì họ mở được. Dạ. Gì nữa? Cao khoảng 1m65. Được. Cân nặng thì em chưa biết. Không, càng nặng càng tốt đi. Được không? Em không biết. Anh thấy nãy giờ là anh ngồi anh suy nghĩ anh cười giống chiếm chiếm thấy dễ thương lắm. Nghe bên đây chưa có mối tình nào thì thích thôi. Bây giờ ảnh thì sao? Tình trường mình như thế nào? Trước đây em cũng trải qua nhiều mối tình rồi. Nhưng mà chính thức thì là 2 mối tình rồi. Mối tình gần nhất của em đây là được gần 3 năm. Em quen người đó ở dưới Cần Thơ. Yếu tố công việc của em thì khác với những cái ngành nghề khác. Thì em cũng lãnh bếp này, em làm cũng 2 shop anh. Về cái vấn đề mà địa lý, cái người ở dưới thì làm việc ở dưới, còn em làm trên đây. Quen thời gian cái địa lý mà cảm thấy không ổn thì tụi em dừng lại. Tức là xa mặt cách lòng đó. Dạ chào chị. Dạ chào anh. Thôi giờ bỏ qua đi ha. Dạ. Bây giờ cô bên kia là thấy cô hiền từ. Nãy giờ em cảm giác cô ấy là người thế nào? Theo giọng nói thì em thấy người đó nói chung là hiền dịu. Về công việc thì em nghĩ người đó có tính cầu tiến. Đang là về kinh doanh online thì cũng là hợp với hướng của em. Tại vì thời gian sắp tới em cũng muốn kinh doanh về vấn đề ăn uống. Đúng rồi, em về nấu cổ bán online. Bây giờ mình có ý định phát triển kinh doanh mình sao không? Vì cô này cô muốn những người có ước mơ lớn. Ước mơ của bạn là gì? Em muốn mở một cái cửa hàng ăn uống riêng cho em. Tại em về Âu Á thì em rành Âu Á luôn. Dạ, như là bán nhiều những món snack á. Hay là những cái món như là của người Việt truyền thống mình, như là phở hay là hủ tiếu bò kho đồ nọ. Là mình làm được hết. Nước uống nữa thì nó lấy nhất nước gì cơm. Thì em mở theo cái ngành nghề của em luôn á chị. Mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Thì dù cao thì 1m55 đổ lên chị. Biết lắng nghe, chia sẻ về cuộc sống, về trong công việc.
Và điều quan trọng hết là em đặt yếu tố đầu tiên ở một người phụ nữ, đó là chính là sự chung thủy. Chắc chắn cô này là cô chung thủy chung rồi. Chung thủy lắm em thấy không? Mối tình đầu mà yêu không được, cứ ở không luôn tới giờ đó. Mình lấy vợ về mình ở đâu? Nhà em ở thành phố luôn, ở chung với lại bố mẹ. Mẹ em mất rồi, còn lại còn có bố. Em chịu làm dâu không em? Tìm hiểu được thì cũng được. Được, chị thấy là cặp đôi này là xứng rồi đó. Thấy rất là đẹp đôi luôn á. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến của người thân. Hôm nay em đi với ai Như? Em đi với mẹ. Đó, dạ, dạ chào cô. Tôi xin kính chào hai MC Quyền Linh. Tinh thần là nghiêm túc. Con cũng hy vọng bác để cho con tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. Năm nay con cũng lớn tuổi, năm nay cũng 30 mấy rồi. Dạ cảm ơn bác. Bạn trai hôm nay mình đi với ai nè? Dạ em đi với lại hai người dì, đồng nghiệp và ông anh Kết Nghĩa chị. Dạ chào xin dì. Xin chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường. Tôi là dì của cháu Phi, từ giờ mẹ nó cũng mất rồi. Thành ra tôi làm gì tôi cũng lo cho nó. Nếu mà nó gặp được người mà hợp lý, hợp ý, tình nó mở thành đôi đó thì tôi cũng đỡ lo phần nào. Dạ. Theo tôi thấy thì cái bạn nữ này nhìn cũng dễ thương, hai đứa đó cũng vừa với nhau á, thế cũng xứng đôi vừa lứa. Thành ra tôi cũng mong sao cho tụi nó hẹn hò, nếu mà hợp thì nó tiến tới để cho gia đình nó có tin vui hơn. Dạ. Dạ, cảm ơn dì ạ. Dạ, chào. Bây giờ là giờ phút quan trọng để cho hai bạn kéo cái hàng rào ra để hai bạn gặp nhau và trò chuyện với nhau. À, hàng rào trái tim bắt đầu mở. Có món quà muốn gửi tặng em. Chân tượng đầu tiên của anh đối với em thì ngày hôm nay em mặc cái bộ đồ này rất là đẹp. Cảm ơn em. Anh cảm thấy nói chung là mến. Bà xưa ở câu thì phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Anh thì hiện tại cũng chưa phải là chủ, cũng đi làm như người ta. Nhưng mà riêng bản thân anh á, lập trường anh rất là vững. Thời gian sắp tới nếu mà thực sự anh có gia đình, anh khẳng định là anh sẽ là một người chồng tốt và một người cha tốt. Em cảm ơn anh à. Qua những gì anh nói thì em thấy là anh cũng là mẫu người của gia đình, cũng giống như cái em mong muốn. Em thấy anh cũng dễ thương, cũng chững chạc. Cái ngành nghề của anh là trong ngành hàng khách sạn. Khi anh bước lên đây á, là anh xác định tìm kiếm cho mình một mái ấm gia đình. Trong vòng một tuần thì mình sẽ hẹn nhau thì cà phê. Hay là thậm chí chỗ đó có ăn uống thì mình vừa ăn uống vừa nói chuyện luôn. Tại anh làm bên nhà hàng mà. Về cái vấn đề mà lãng mạn với lại hẹn hò, địa điểm hẹn hò thì cái điều đó em khỏi phải lo. Anh có nhiều lắm. Dạ. Cho em hỏi là nếu như mà em đang ở Bình Dương á, khoảng một tháng, nửa tháng em lên một lần thì có sao không anh? Em kinh doanh ở đây, em có nhân viên ở đây làm, em về Bình Dương á, em thích sống với ba mẹ nên là em cũng hay về Bình Dương. Mỗi tháng em lên đây một lần, hai lần. Mình về mình thăm bố mẹ mình là chuyện bình thường. Thì nếu mà có dịp thì anh cũng muốn đi về dưới để tìm hiểu luôn. Dạ. Em có thích ăn món gì, hỏi anh biết nấu không? Em thích dạ, ăn món em dễ ăn lắm anh. Anh chuyên về món Tây nhiều. Mình đi làm là làm suốt tuần luôn hay sao? Một tuần thì em sắp xếp em thể nghỉ một ngày à. Nhưng mà riêng về ngày thứ bảy chủ nhật thì cái đó thì nói chung là hên xui. Tại vì cái ngành nghề của em ngày thứ bảy chủ nhật thì hơi bị đông. Thường thì anh làm buổi tối hay là ban ngày anh? Thường thì anh làm buổi tối em. Quan điểm tình yêu của hai người như thế nào? Quan điểm của anh là như thế nào? Quan trọng nhất của anh đó chính là sự chung thủy. Không phải của em mà luôn cả anh luôn. Anh có hút thuốc không anh hả? Có một ít à. Đi xã giao với bạn bè thì anh hút vài điếu thôi. Tại em không có thích hút thuốc. Bỏ được không? Dạ được anh. Hứa với cổ, hứa tôi làm chi? Về những cái thuốc lá thì nó ảnh hưởng tới vấn đề sức khỏe nhiều. Dạ. Thì khi mà xác định là có vợ con thì những cái đó mình nên bỏ. Cái gì giữ thì giữ, bỏ là bỏ. Có dạ. Điều rất là quan trọng mà đàn ông là hay bị cái này lắm. Tức là đàn ông đôi khi muốn con trai hoặc con gái mà vợ đẻ hoài là không được, là bắt đẻ hoài luôn. Thì hôm nay mình rõ ràng cái chuyện đó luôn ha. Dạ. Em hỏi đi. Dạ anh có nhất thiết phải có con trai không anh? Anh thì nói chung là con trai con gái gì cũng được. Nhưng mà riêng anh thì anh là thích con gái hơn. Ví dụ như đẻ hoài không được con gái thì sao? Chuyện trai cũng được mà anh. Ừ đó. Nhưng mà trước tiên em muốn là một đứa trước. Để cho cái kinh tế của mình nó ổn định. Xong rồi đầu mình mới tính tiếp thêm. Hiện tại thì cứ từ ban đầu của anh về em thì anh rất là thích em. Thì ngày tháng sau này thì mình tìm hiểu những cái khuyết điểm. Về cái ưu điểm thì ai cũng phải có hết. Thì anh cũng hy vọng là những cái ưu điểm của anh sẽ bù lại cái khuyết điểm của em. Còn cái khuyết điểm của anh thì em sẽ lấy cái ưu điểm của em bù lại cái khuyết điểm của anh. Để hai mình là ok. Dạ, có ơn anh. Hai bạn suy nghĩ thật kỹ nha. Nếu trái tim mình thật sự có rung động với đối phương thì chúng ta bấm nút.
bấm nút là để hẹn hò và tiến tới hôn nhân. Chúng ta không phải bấm nút để làm bạn, đi uống cà phê. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3 Hết thời gian. Ồ. Đẹp đôi đấy. Này, cô gái này chưa hôn lần nào nha. Dạ, bác cho con hôn hai gái này. Cho con. Cho, cười khoái, hôn má khoái lắm. Hôn đi. Dạ. À, mẫu người lý tưởng của em là anh diễn viên Lương Thế Thành. Lương Thế Thành. Giống hả? Giống hả? Giống không? Gì ba khán giả vỗ tay quá vậy? Em chào chị. Ồ, đẹp lạng hoàng, đẹp hơn luôn á nha. Dữ ha. Không có nét khác đâu chị. Nhưng mà cũng phong trần hơn. Cũng phong trần ha. Mà sao cũng cao to đẹp trai mà tại sao chưa có bạn gái? Chắc do công việc em nó khô khan quá chị. Với lại lo đi làm quá nên là cũng... Rồi chúng ta giới thiệu về mình đi bạn. Rồi. Dạ em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào bạn nam sau bức màn và chào toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phương Thảo, năm nay em 31 tuổi và em đang làm nhân viên của hệ thống cơ quan bảo hiểm xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. À, rồi 31 tuổi ha, rất trẻ. Mời bạn, mời bạn trai. Xin kính chào quý vị khán giả cùng anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em tên là Hoàng Duy Tân, năm nay 32 tuổi, hiện nay đang là nhân viên công nghệ thông tin và hiện nay đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi mình nói chút xíu về đường tình của mình bạn. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình ạ. Mình chia tay bao lâu rồi bạn? Em chia tay cũng 2 năm luôn rồi chị. Em có trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ tính đến giờ thì em chưa có mối tình nào nghiêm túc hết chị. Hả? Dạ. Chưa có mối tình nào hết? Dạ. Như là hồi nhỏ đi học thì người lớn không có cho phép mình có bạn, sợ mình bị ảnh hưởng đến chuyện học. Sau này lớn lên khi mà ra làm việc rồi thì làm trong những môi trường phần lớn đều là chị em phụ nữ. Tỷ lệ nam rất là ít, có thì cũng là bậc đàn anh, đàn chú. Và phần lớn cũng đã yên bề gia thất rồi ạ. Một cô gái cũng rất là dễ thương mà 31 tuổi chưa có mối tình nào hết, bạn trai nghĩ như thế nào? Dạ thì nếu mà vậy thì em thấy thời này thì cũng bình thường vậy. Cũng bình thường ha. Dạ. Cũng có nhiều cô mà chưa có người yêu mà. Có người ta ba mấy, bốn mấy cũng chưa có người yêu cũng bình thường mà. Thôi bây giờ mình nói đi. Mình mẫu người bạn gái đối tượng tìm thế nào, như thế nào? Cái mẫu người bạn gái của em á thì cao trên 1m55, rồi dễ nhìn, thì giọng nói thì dễ nghe, biết nấu ăn, rồi biết sống tự lập. Hiện tại là bạn em đang sống với ai? Dạ em sống với gia đình của em, gồm ba mẹ với lại anh của em. À rồi, thí dụ như lập gia đình mà đi làm dâu thì em quan điểm về chuyện đó như thế nào? Dạ em thấy là bây giờ nếu mà lập gia đình rồi mình phải theo chồng, ví dụ như mà người chồng của mình ở chung với cha mẹ, không phân biệt là cha mẹ bên nào hết, thì mình vẫn phải làm tròn cái giống như là cái nghĩa vụ của người con vậy đó. Phải hiếu thảo, phải chăm sóc cha mẹ khi mà về già. Rồi, vậy là tốt rồi ha. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Mẫu người bạn trai của em thì về ngoại hình thì cao hơn em khoảng từ 1m65 trở lên. Bên kia cao nhiêu? Mình cao 1m72 chị. Rồi, được. Gì nữa em? Thân hình cân đối. Nhìn mặt hiền hiền. Mắt mũi miệng là có cái mẫu người lý tưởng giống ai không? Mẫu người lý tưởng của em là anh diễn viên Lương Thế Thành. Lương Thế Thành. Giống hả? Giống hả? Giống không? Gì mà khán giả vỗ tay quá vậy? Em chào chị. Đẹp lạng hoàng, đẹp hơn luôn á nha. Dữ ha. Không có nét khác đâu nhưng mà cũng phong trần hơn. Cũng phong trần ha. Mà sao cũng cao to đẹp trai mà tại sao chưa có bạn gái? Chắc do công việc em nó khô khan quá chị. Với lại lo đi làm quá nên là cũng... Bây giờ nếu được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Khoảng 6 tháng. Nhanh quá vậy. Mình có chuẩn bị gì chưa? Lấy nhau về mình ở đâu? Dạ chuẩn bị xong hết rồi. Nhà cửa có hết rồi. Có hết luôn? Dạ. Nhà của mình chuẩn bị hay là của ba mẹ chuẩn bị? Nhà của ba mẹ. Nghe tưởng đâu tự mình chuẩn bị chứ. Có nghĩa là giờ mình là về làm dâu đúng không? Dạ. Muốn sanh mấy đứa con? Dạ 2 đứa.
Rồi, để tôi về coi coi. Sao chị? Hả? Chị thấy sao chị? Cao, cao ráo, mặt mày sáng. Nói chung là chị nhìn được. Chào ông, chào anh. Chào em, anh Bình anh hiền lắm, rất là có duyên. Em thích đàn ông phong trần hay đàn ông sạch sẽ, gọn gàng? Kết hợp cả hai được không ạ? Cũng được. Dạ. Nếu mà phong trần quá thì nó cũng... Lúc cần phong trần thì phong trần, lúc cần sạch sẽ quá. Thì sạch sẽ. Cần sạch sẽ sạch sẽ ha. Dạ. Được dạ. Rồi, anh thấy được á. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ, em đi với bạn bè thân thiết của em ạ. À. Rồi, trời, bạn dễ thương quá. Dạ, em chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường. Chào em. Thì, em là bạn cũng như là đồng nghiệp thân thiết với chị Thảo á. Ừ. Thì qua những gì mà anh trai này chia sẻ thì em cảm thấy là về mặt ngoại hình á, thì rất là sáng sủa, sạch sẽ. Còn về những cái tiêu chí á, thì cũng phù hợp với đối tượng mà chị Thảo đang tìm kiếm. Ừ. Và chị Thảo bình thường thì trong công việc á, rất là hòa đồng cũng như là hay giúp đỡ mọi người. Còn về vấn đề tình cảm thì chị khá là rụt rè và không có giỏi trong việc thể hiện cảm xúc của mình á. Cho nên là nếu mà tìm hiểu thì em hy vọng mà nhờ anh có thể chủ động quan tâm tới chị nhiều hơn. Dạ, em cảm ơn. Được không bạn trai? Dạ được ạ. Thôi xin mời gia đình của em trai. Dạ, em đi mẹ. Chào cô Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả. Dạ. Theo ý mẹ thì cô này thì cũng nhìn thì cũng hiền lành, cũng cao ráo. Còn bấm nút hay không thì do con quyết định. À, cô có đưa ra tiêu chuẩn tìm con dâu như thế nào không cô? Nói chung con chịu thì mẹ chịu thôi chứ giờ. Giờ mẹ chịu mà con không chịu thì cũng không làm được cái gì. Em chào bác gái đi em. Dạ, con chào cô ạ. Chào cháu. Dạ. Bây giờ mình cho đôi trẻ gặp nhau đi anh Linh ơi. Rồi, kéo màn lên. Chào anh. Cảm ơn bà. Em cảm ơn. À, em thấy anh thế nào? Dạ, em thấy anh từ à. Không trần à. Dạ. Dạ. Em hỏi đi. Ồ, dạ xin lỗi anh nha, tại nãy giờ em bối rối quá, em chưa có nghe kịp tên anh á anh. Anh tên gì? Anh tên Tân. Dạ anh Tân. Dạ. Bạn gái tên gì nhớ không? Dạ nhớ anh. Bạn tên Thảo ạ. Tân Thảo. Ừ. Đối với anh thì cái đặc điểm gì ở một người phụ nữ mà anh cảm thấy thích nhất à? Chắc có lẽ là khuôn mặt. Vậy là anh quan trọng bề ngoài hả hay là sao anh? Không, ý là tổng thể khuôn mặt á. Hài hòa. Dạ. Như em là ok. Dạ cảm ơn anh. Rồi hẹn hò. Hẹn hò sao? Em muốn hẹn hò ở đâu? Dạ em thấy mình đi đâu cũng được hết anh. Miễn sao là mình đi với nhau vui vẻ là được. Rồi nếu mà được thì em có thể làm dâu được. Dạ như hồi nãy em có chia sẻ cái quan điểm của mình đó anh. Được. Thì mình nếu như mà chồng mình ở đâu thì mình sẽ ở đó. Dạ, thì em cũng nghĩ còn làm con thì mình phải phụng dưỡng, nuôi dưỡng cha mẹ khi về già thôi anh. Dạ. Kinh tế thì ai giữ tiền? Kinh tế thì em để vợ em giữ ạ. Được, tốt. Thấy ổn rồi đó. Mẹ cười rồi, mẹ nghe làm dâu rồi, để cho mẹ dạy dỗ rồi, chăm sóc mẹ tuổi già là mẹ cười dữ rồi. Dạ. Bên đây chỉ cần nghe tiền để phụ nữ giữ nữa là thấy ổn luôn rồi đó. Trời, mình nói một câu gì là thật tình cảm đi bạn. Câu gì để thuyết phục đối phương? Thì tới đây thì mình là có duyên với gặp nhau ở đây. Thì cảm nhận đầu tiên thì mọi người đều nhận trong lòng. Thì mọi người sẽ thiện qua cái... em bí rồi, em Linh ơi. Cứu em. Em đang tỏ tình mà bí. Không, dạ. Nói cái gì nó thiệt là tình cảm vô. Em có suy nghĩ sao? Nãy giờ em cảm nhận từ trái tim mình như thế nào, mách bảo mình nói cái gì. Dạ. Mình phát biểu như thế thôi. Không cần màu mè gì hết. Bây giờ thấy ai em, mình thích em thế nào đó. Và mong muốn rằng mình sẽ cùng đi nhau trên con đường còn lại của cuộc đời. Anh sẽ hứa lo cho em thứ gì đó. Thí dụ vậy rồi, bắt đầu. Thì Đứng lên đi gần tới nơi luôn. Có thể nắm tay bạn ấy. Nắm tay bạn ấy đi. Rồi nói lớn lên. Thì rung quá. Rung quá. Sao? Nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Sao rung? Bắt đầu.
Thấy điện giật rồi, em lên đây. Hả? Điện giật. Điện giật thì phải nói chứ. Thảo ơi, gì đó. Thế vậy em thấy em dễ thương, dễ mến. Rồi mong em sẽ chọn anh. Em gái thấy thế nào? Dạ thấy anh nói chuyện cũng chững chạc à. Thích anh không? Thì cũng thích à. Thích. Chàng trai thích cô gái không? Dạ em cũng thích ạ. Rồi thôi ngồi ghế đi bạn. Nói chuyện nhìn tôi trực tiếp vô đây, không có nhìn đâu ra đằng sau không à. Rồi chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Bấm nút hay không bấm nút. Đây. Suy nghĩ thật kỹ nha. Có mẹ, có bạn, có rất nhiều khán giả đang theo dõi chương trình, đang quan sát hai bạn. Đây là giây phút rất là quan trọng và thiêng liêng. Bấm nút là đồng ý hẹn hò với nhau, tìm hiểu nhau để đi đến hôn nhân. Một, hai, ba. Hết thời hết gian. Hết thời gian. Rồi mời em. Em bấm. Ủa em bấm. Bạn gái có bấm. Em có bấm không? Dạ không. Không có bấm. Rất là bất ngờ. Lý do tại sao bạn trai không bấm? Dạ em thấy cảm nhận đầu tiên không được, trong trái tim mình không được mở lắm nên là em không bấm. À này, thành ra nãy giờ mình nói chuyện hơi ngượng ngượng đúng dạ, không? Dạ không được trôi chảy cho lắm nên là em cảm giác không được, không được yên tâm lắm. Dạ. Hình như không hợp với mình vì điều gì em? Chắc cách nói chuyện. Không sao cả. Nếu như em không bấm tức là em nhường cái nút bấm đó cho rất là nhiều chàng trai đang xem truyền hình. Có thể mình không hợp nhau một cái điều gì đó. Đúng không em gái? Em cảm thấy như thế nào? Dạ thì em thấy thì đến đây như là một cơ hội. Nếu không được thì kết bạn thôi ạ. Đúng rồi. Dạ. Rất là nhiều chàng trai biết đâu đó đang theo dõi em và sẽ tìm đến chương trình để tìm đến em. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình. Chúng ta không hợp với nhau không sao cả. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn hai bạn. Dạ rồi, tại em bị hát rất nhanh ngược chị. Rồi ok, ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu nói chuyện nào. Em cảm nhận như thế nào vậy? Nếu mà ấy thì gặp nhau lần đầu thì em chỉ dám nhận xét là nói chuyện anh ngại nhưng mà lời nói thì là chân thật. Em cảm giác là chân thật. Còn bây giờ anh nói tổng ý với em đi. Đầu tiên là đọc mắt là xinh xắn, dễ thương. Cái thứ hai là cá tính. Nếu mà ví dụ mà có duyên thì hy vọng là có gì nương tay với anh ấy, tại vì anh cũng hiền. Bởi nương tay là ý là không được đánh anh hả? Mời bạn gái giới thiệu về mình. Dạ em chào chị Vân và em chào anh Quyền Linh ạ. Chào em. Em tên là Đỗ Thị Mỹ Hạnh, năm nay em 21 tuổi. Hiện tại em đang là vừa đi học và vừa đi làm ạ. Bên mảng tổ chức sự kiện. Nhưng mà bây giờ làm chính hay là học chính? Dạ làm chính để nuôi việc học ạ. Đi làm hay chính rồi không? Mời nhà trai. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Vương Anh Tuyến. Em năm nay 27 tuổi. Em quê ở Đồng Nai. Hiện tại em đang công tác tại Đồng Nai luôn. Là em mà làm bên mảng đo đạc địa chính. Còn Hạnh ở đâu hả? Dạ em cũng ở Đồng Nai ạ. À em ở Đồng Nai luôn hả? Dạ. Hỏi đi hỏi có gần có bà con gì không? Em ở Vĩnh Cửu, Đồng Nai á. Không biết bạn nữ ở bên kia là ở đâu ạ? Em ở Định Quán, Đồng Nai. À Định Quán. Dạ, dạ không xa lắm. Không không xa lắm hả? Dạ tại em cũng hay đi đo ở khu vực Định Quán. Em trai em có ưu khuyết điểm gì? Dạ em ưu điểm là làm gì cũng nhanh. Có những thứ không nhanh được nha. À dạ, cái thứ quan trọng đó thì không thể nhanh được. Cái nhanh của em cũng là vừa là ưu điểm mà cũng là vừa là khuyết điểm luôn. Đúng rồi. Còn em? Em nói điểm mạnh, điểm yếu. Điểm mạnh của em là tự tin trước đám đông, kỹ tính. Nhưng mà cũng là cái khuyết điểm của em. Tại vì kỹ tính quá thì đâm ra ở với nhiều người cũng hơi khó khăn. Em trai? Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Em có một mối tình cách đây 4 năm trước. Rồi sao chia tay? Dạ thì thời điểm đó cái việc mà em cần tập trung nhất là gây dựng sự nghiệp. Nên em bắt buộc phải tạm ngưng cái bạn đấy. Bây giờ có sự nghiệp chưa? Giờ gọi là tạm ổn rồi. Tạm ổn rồi ha? Dạ. Thế có thể nếu mà lập gia đình thì có thể lo cho vợ cho con được chưa? Dạ được rồi. Bây giờ bạn gái đã từng có bồ chưa? Ừ. Dạ rồi ạ. Có rồi luôn hả? Mấy dạ. mối tình rồi? Nếu mà chính thức thì là một, còn mà để quen thì là hai. Tại rồi. Vì người đầu là đang vô dạng là tìm hiểu, còn người thứ hai thì là quyết định gọi là đi lâu dài. Ừ. Nhưng mà vì nhiều lý do mà tụi em phải chia tay. À. Dạ, thì từ đó thì em không có quen nữa. Từ đó gì? Mới 21 mà từ đó gì ông? Cũng được năm rồi.
Bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào hả cô gái? Dạ em thì chỉ muốn một người gọi là trưởng thành, thấu hiểu mình, san sẻ với mình trong những lúc mà khó khăn hoặc là vui buồn gì đó. Em có cái mẫu hình về ngoại hình như thế nào không? Em thì thích người hơi mập mạp một xíu. Đây cũng hơi mập chút xíu. Trắng hay đen hay cao hay là như thế nào? Có cần đẹp trai không? Dễ nhìn. Với lại cái quan trọng là nói chuyện mà có duyên. Có duyên dễ bắt. Có duyên là cái quan trọng nhất. Dạ, đối với rồi. Em chứ mà đẹp trai mà vô duyên hồi đầu là mình đã không muốn nói chuyện rồi thì lấy đâu ra tìm hiểu. Sao anh trai, em thấy mình được bao nhiêu phần trăm? Em thấy cũng 50-50 quá. Em muốn tìm một người phụ nữ của đời mình như thế nào? Dạ em muốn tìm một bạn gái có chiều cao một xíu, từ mét 55 độ lên. Em mét mấy? Dạ em mét 58. Trời ơi, ta dư tới 3 phân ông ơi. Cái thứ hai nữa là công việc ổn định. Yên tâm anh, em tự lo được cho bản thân mình. Thấy chưa, còn gì nữa không? Có mẫu hình lý tưởng nào không em trai? Em thích người vui tính giống như nghệ sĩ Ninh Dương Lan Ngọc. Để xem đây, giống Ninh Dương Lan Ngọc không? Thôi, cũng giống vô số biết được chứ bộ. Cũng nét lắm chứ bộ, dễ thương à. Dạ em cảm ơn anh Quỳnh Linh. Bà mối. Gì? Bên đàn gái tôi thấy xinh đó. Nhưng mà hỏi coi chừng nào chịu gả được nè. Thí dụ như bên đàn trai chịu đó, chừng nào bên đó gả được. Lâu ạ. Tại vì bên đây ta mới có 21 tuổi. Rồi người ta còn phải vừa đi học vừa đi làm. Và người ta là một người rất là tự lập. Người ta không muốn nhờ vợ. Lâu nhưng mà khoảng lâu mới được chứ ta phải chờ. Đây ta 27 tuổi rồi đó. Sao bây giờ tính chừng nào lấy chồng nè? Em thì lấy sớm lấy muộn không quan trọng. Quan trọng là người đó hiểu mình và đi cùng với mình lâu dài cơ. Đó là con tim mà đập bạc là lấy luôn đúng không? Dạ. Rồi. Cưới chồng phải cưới liền tay vậy. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em không thích tính độc tài. Ghê quá vậy, làm gì dạ, độc gia tài? Gia trưởng. À, gia trưởng chứ độc dạ. Tài nghe ghê quá. Tại em từng gặp hai người có gộp tính là độc tài và gia trưởng. Trời ơi. Còn tính nữa là hay nghe lời ba mẹ mà không có cái chứng kiến riêng của mình á. Em hình dung cái người bạn trai bên kia có cái xác suất mà rơi vào cái điều mà em sợ không? Qua giọng nói thì em nghĩ chắc không. Bao nhiêu phần trăm trong cái tưởng tượng của em? Chắc khoảng tầm 70. Qua coi. Đây thì giờ có nữa. Bên đây hiền khô, dễ đây, thương, có đây. Duyên, trời ơi. Không có nước độc tài đâu. Dạ, dạ. Có duyên. Ừ. Em có độc tài không? Dạ không. Ừ. Em có gia trưởng không? Dạ không. Em có nghe lời ba mẹ không? Tất nhiên là có. Đúng nhưng rồi, mà... phải nghe chứ em mà nói em không nghe một cái đi thì chị suối là bà bỏ em liền á. Dạ. Ha Cương ha, phải dạ. Nghe lời ba mẹ. Ừ. Nhưng mà là phải có chứng kiến riêng của mình chứ không phải cái gì cũng răm rắp nghe theo ạ. Chứng kiến riêng mà phải đúng dạ. Trong vấn đề gọi là hôn nhân, quan hệ gia đình đúng không nè? Dạ vâng ạ. Ừ. Dạ. Em hình dung cái cô bạn bên đây sao? Bao nhiêu phần trăm mà theo như là em mong muốn? Trước khi gặp mặt thì em hình dung về tính cách thì khoảng tầm 70-80% là em mong muốn. Bây giờ để thử hỏi người nhà em coi mấy chục phần trăm ha. Em đi với ai? Dạ, em đi với bạn của em. Em thì em thấy cũng bạn này cũng ok. Nếu mà hai bạn này mà nhấn nút với nhau thì sẽ là một cặp đôi hạnh phúc không? Chắc chắn sẽ hạnh phúc. Còn em đi với ai? Dạ em đi với mẹ và chị gái. Xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và chào hai MC. Chào con trai. Con chào bác. Như con trai thì nghề nghiệp ổn định mà tuổi tác thì cũng cân xứng. Nói chung là hơn mấy tuổi như vậy là cũng tốt rồi, ok rồi. Bây giờ để cho hai trẻ gặp nhau đi, mến rau đi. Tấn công liền. Dạ. Xin chào anh. Dạ em quà. Dạ em có món quà tặng anh. Rồi em cảm ơn. Dạ em tặng cây xương rồng là để tại vì là nó sống ở nơi khô khan nhưng mà nó vẫn xanh tươi vẫn đẹp. Cảm ơn. Có gì giờ thấy là anh trai nó hơi bị bối rối chút xíu đó. Giao lưu văn nghệ cho nó quên đi cái sự bối rối đi. Anh muốn em trước hay là anh trước? Thôi anh Nam để anh chủ động trước đi. Dạ. Có trời ơi vô liền. Thì anh cũng chỉ thuộc một số câu hát ở trong một bài hát thôi thì dạ. Thuộc nhiều hát nhiều nha. Dạ vâng ạ. Người tuyệt vời nhất là em chính em. Chẳng ai khác ngoài em. Là lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất. Thôi được rồi. À em cũng cảm ơn anh. Em thì hát không hay nhưng mà có biết chút chút về nhảy.
cho xem những music. Nhảy theo bạn trai, nhảy theo. Dạ rồi, dạ, tại em gì hả? Hết ngang ngược vậy. Rồi ok, ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu nói chuyện nào. Em cảm nhận như thế nào vậy? Nếu mà ấy thì gặp nhau lần đầu thì em chỉ dám nhận xét là nói chuyện anh hơi ngại, nhưng mà lời nói thì là chân thật. Em cảm giác là chân thật. Còn bây giờ anh nói cậu nghĩ về em đi. Đầu tiên là đập vào mắt là xinh xắn, dễ thương. Và cái thứ hai là cá tính. Nếu mà ví dụ mà có duyên thì hy vọng là có gì nương tay với anh đấy. Tại vì anh cũng hiền. Bảo em nương tay là ý là không được đánh anh nữa hả? Không, cái này thì không có. Tại em nóng theo cái kiểu là em bực, em cọc rồi em tự bỏ đi ra ngoài, chứ em sẽ không ở lại gây gổ với người ta. Vậy thì cũng dạ, giống anh. Anh dạ là vâng, nóng là anh bỏ đi chứ anh à, bỏ đi, vậy là hai đứa đi luôn anh. Nếu có hẹn hò thì hẹn hò sao? Ngày đầu tiên gặp ở đâu gì đó? Thì không biết là em ở trên... Hiện tại thì em đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Cuối tuần thường thường vào tối thứ bảy chủ nhật em có rảnh không? Cũng tùy anh, tại vì cái nghề của em, ví dụ như có ngày thì em đi quay mấy ngày liên tục làm như chương trình mà, nên phải đi trực show này kia. Công việc của anh thì nó, nếu mà một khi đã vào việc thì cũng rất là bận, nhưng mà sẽ có những khoảng trong tháng, tức là ví dụ một tháng 30 ngày thì sẽ rảnh được khoảng 10 đến 15 ngày, là tối đa là 15, còn không sẽ rảnh được khoảng 10 ngày. Dạ, là rảnh hoàn toàn luôn. Còn lại nếu mà đã bận là trong 20 ngày kia là gần như là không có thời gian. Dạ. Từ sáng đến tối, tại vì... Dạ. Cái này chắc có lẽ nếu ví dụ mình có duyên để đi với nhau xa hơn thì mình sẽ có thời gian để trao đổi về thời gian rảnh thì dạ, mình sẽ gặp được nhau. Còn vấn đề đi xa thì anh không có ngại. Cho dù em ở đâu đi chăng nữa thì anh cũng đi được hết. Nếu có duyên thì anh hy vọng em cũng cho cơ hội để mình tìm hiểu nhau. Rồi nếu hợp nhau thì mình tiến tới nhau, tiến tới những cái xa hơn, tỏi đá cờ nào thì mình cũng ở bên nhau được. Dạ. Thì cái vấn đề mà tìm hiểu nhau á, chắc chắn là phải có rồi. Tại vì nói là không ngại vấn đề cưới sớm hay cưới muộn, nhưng mà em muốn trước khi bước vào cuộc hôn nhân thì nó là một cái gì đó nó khác với tình yêu. Nó sẽ phải lo nhiều thứ nhiều hơn, như là gia đình hai bên, con cái, cuộc sống của hai người đi mãi về sau này, chứ không phải là yêu chơi một ngày hai. Nên là về kỹ, thà bước chậm nhưng mà còn đỡ hơn bước nhanh mà bị hụt. Rồi, hết thời gian. Sau thời gian giao lưu âm nhạc, giao lưu những cái câu chuyện trong cuộc sống và có thể hiểu nhau, tiến tới xa hơn, mình quyết định bằng trái tim của mình nha. Chuẩn bị 3 2 1 Wow. Bấm nút rồi đó. Chúc mừng hai đứa. Bạn gái còn rất trẻ nhưng bạn... nó cũng rất là bản lĩnh ha. Chàng trai thì hơi ngại ngùng nhưng sao có bạn gái kế bên mà yên tâm đi. Đây nhìn bên tay ông cứng ngắc này. Thấy chưa cưng? Dạ, nghe em làm cho nó mềm đi. Nắm lại đi cho nó mềm đây nào. Đây. Đó, trời ơi. Hãy hứa điều gì đi, có mẹ của bạn gái. Bác cho cháu xin phép được tìm hiểu em. Nếu mà có dịp, có duyên thì con sẽ thường xuyên ghé nhà bác chơi để cả bác gần như là liên tục. Cô thấy là cùng quê là cô vui rồi đó. Dạ, cùng quê là mà vui hồi rồi. Hồi nãy là nhìn lên trái tim mà thấy nó đỏ hết là rất là buồn. Em có thể đi đo tất cả mọi cái miếng đất trên khắp mọi địa đất nước này, nhưng quan trọng vẫn là đo trái tim của bạn gái. Không. Em có thích những cái lời lẽ ngôn tình không? Dạ không. Vậy hả? Đôi khi hành động nó phải đi chung với ngôn tình. Dạ, em thích hành động hơn. Hãy hôn nụ hôn đầu tiên để có thể cảm nhận được dấu ấn của chúng ta trong ngày hôm nay. Hôn má đi nào. Thôi em nhắm mắt lại đi cho anh tự tin. Tại em mở mắt ra anh giống hôn. Thôi. Được không, được không, được không? Dạ rồi. Chuyện này dữ hơn nữa. Đừng tìm hiểu nhau thật kỹ nha. Yeah. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ nhận được tin vui của các bạn. Không biết tầm đàm chỉ là hai nói là tiếng nhau càng làm nói nhiều đó. Tiếng nhau gì cũng nói em. Để cuối cùng anh phải thích thôi. Em thấy có bao nhiêu phần trăm? Em có bao nhiêu phần trăm trong cái yêu cầu của bạn? Em thấy chắc là em trượt mất vài tiêu chí rồi đó. Trượt thì cỡ chắc cũng 30-40% phải không? Chắc có lẽ là vậy. Em thế. Em xin chào hai MC anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân ạ, và bạn gái kia cùng tất cả mọi người trong trường quay ạ.
Em tên là Nguyễn Ngọc Huyền ạ, sinh năm 1992, quê em ở Ninh Bình ạ, hiện tại đang làm ở dưới Long An ạ. Em làm cái gì á? Em làm bên QC kiểm hàng, QC kiểm hàng giá ấy ô tô ạ. Rồi em, tự giới thiệu về mình đi. Dạ, em xin chào ạ, anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, bạn trai bên kia và tất cả mọi người. Em tên là Đặng Thị Ngọc, hiện tại năm nay em 27 tuổi ạ. Ngọc làm gì? Hiện tại em đang làm công nhân tại Biên Hòa, Đồng Nai ạ. Rồi, bên đàn gái cho đàn trai biết ưu khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em thì em hiền, khéo thì không khéo lắm nhưng mà cũng biết theo một chút xíu. Biết theo. Dạ, còn nhược điểm của em thì tại em hơi khô khan mà nhiều khi em thẳng tính quá, đâm ra dễ mất lòng người khác ạ. Cái đường tình duyên của em như thế nào? Em có mấy mối tình rồi? Dạ, nếu mà nói chính thức thì em chưa yêu ai, nhưng mà em cũng có tìm hiểu một vài người, nhưng em cảm thấy chưa phù hợp lắm nên em đã không tìm hiểu tiếp ạ. Vậy đó hả? Tức dạ, là có nghĩa là chưa có tình yêu. Dạ. Chưa có tình yêu luôn. Dạ. 27 tuổi rồi. Dạ. Có nắm tay con trai lần nào chưa? Dạ chưa ạ. Trời, chưa nắm tay luôn. Dạ. Lạ gì ta. Huyện có người yêu chưa? Em về mới tình chính thức thì chưa, nhưng mà chưa có yêu đơn phương một người 3-4 năm rồi ạ. Đơn phương thôi. Vâng. Huyện có nắm tay con gái chưa? Nếu mà nắm tay với cách bình thường thì có rồi. Ý là mình không có cảm xúc, ý là không có cảm giác là yêu đương gì ấy, thì nắm tay đấy là bình thường. Có hôn con gái chưa? Chưa. Chưa luôn. Vâng. Ôi giời. Trời ơi. Thế là dạ, hai bạn này chưa yêu đương. Coi như là trinh nguyên hết cả hai đứa một cặp luôn đó. Được rồi, cặp đôi này hay nè nha. Ôi ôi, cái cặp này nữa. Đúng rồi. Bạn gái, bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em muốn tìm một người có một cặp mắt đen to hai mí, một người có dáng cao. Cao bao nhiêu? Họ phải đen. Em nghĩ trên 1m65. Trên 1m65. Nhưng nếu cao hơn thì tốt hơn. Tốt. Em thấy có được bao nhiêu phần trăm Huyện? Chắc tầm 30-40% rồi ạ. Hả? Được bao nhiêu cơ? 30-40% mà. Được có 30-40% hả? Và nhưng mà không biết được, nhất trong ai gặp mặt này thích thì sao, em không, cái đấy không nói trước được ạ. Đó, bây giờ bạn ấy nói là em 1m65 đổ lên thì em... Em cũng 63 đấy ạ. Mất hết 2 phần. Đấy, thế mắt có to không? Mắt bình thường ạ. Bình thường, thế có đen không hay nâu? Đen đi ạ, mắt đen, đen. Mắt đen. Vâng. Bây giờ mặt hơi ốm nè. Em cũng hơi gầy gầy một tí ạ. Hơi gầy gầy, em thích gầy hả? Dạ không ạ. Dạ không ạ. Em không thích gầy. Không. Thôi chết, 30-40 là đúng rồi. Vậy thì 30-40 rồi đấy. Chết rồi, ông Mai ơi. Chào cưng. Dạ sao? Chào. Xem tình hình nào chứ. Còn bây giờ Vân, là có được 30-40% cái yêu cầu thì thế này thì có mà. 30-40 rồi người ta nói chuyện với nhau, rồi người ta nhìn nhau, biết đâu con tim nó sẽ làm lên 100. Thế còn quan trọng là con tim thôi. Thế còn bên đây thì sao này? Bây giờ em mong muốn cái người bên đây như thế nào? Để xem được bao nhiêu phần trăm nào. Em mong muốn một cô gái chuyện có duyên xíu ạ. Có duyên. Nãy giờ em thấy cô bên đây nói chuyện có duyên không? Thật ra cái này chắc phải nhìn mặt em mới cảm nhận được. Úi dồi, người ta chỉ cần nghe thôi người ta cảm nhận là có duyên hay tại không. Tại vì rồi, em cũng chưa có kinh nghiệm nhiều với con gái. À vậy à, rồi, thích cao hay thích thấp? Cao, thích đẹp, rồi thích da trắng, tóc dài hay như thế nào? Mắt đen, mắt trắng, mắt vàng, mắt xanh, mắt đỏ. Em thì không, em thì coi là không cần phải xinh quá, tại vì em cũng thiếu tự tin khi gặp những cô gái xinh quá, mình cũng không được đẹp nên. Sao, bi quan thế, cũng đẹp trai đấy. Em không thích bạn gái điều gì? Thì bạn gái em quá cá tính ạ. Cá tính hả? Em thích hay nói nhưng mà đừng có càm ràm, không thích càm ràm ạ. Ý là hay nói lên, tính em càm ràm nói nhiều đó. Tính em thì cũng ít nói thích, rồi cuối cùng ông phải thích thôi. Em thấy em có bao nhiêu phần trăm? Em gái. Dạ. Em có bao nhiêu phần trăm trong cái yêu cầu của bạn đó? Em thấy chắc là em trượt mất vài tiêu chí rồi đó. Trượt mất thì cỡ chắc cũng 30-40% phải không? Chắc có lẽ là vậy ạ. Em thế. Thôi, quan trọng vẫn là con tim. Bây giờ hỏi gia đình đi. Gia đình. Em gái đi với ai? Dạ, ngày hôm nay em tới có một mình vì gia đình em ở ngoài Bắc. Rồi. Có một người gì có hứa đi nhưng vì công việc đột xuất công ty không cho nghỉ được ạ. Rồi, được rồi, không sao. Rồi, không sao hết. Em trai tôi đi với ai? Tôi sẽ thay mặt gia đình đàn gái. Với chị gái và các cháu ạ. À, vâng, em xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ạ. Em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào em. Và chào em gái, chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây ạ. Em chào chị. Em tên là Nguyễn Thị Hiền, chị gái của em Huyện. Huyện ấy thì ở nhà thì thật là tính của Huyện thì rất là hiền lành và thật thà. Em cũng có nhận xét với em gái bên đây ấy là em gái bên đây thì có khuôn mặt rất hiền và dễ thương. Thì em cũng mong là hai em cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau.
Nếu như mà có thể mà tiến tới xa hơn được thì cái đấy là cái điều mà gia đình rất là mừng. Rồi. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Dạ em cảm ơn chị ạ. Mở rào, hai đứa gặp mặt đi. Yeah. Kêu rào. Huyện ơi là Huyện. Dạ. Lên tỉnh đấy, đi quay em. Qua nở nụ cười xem nào. Chào chào em. Công Huyện. Qua phường ngay. Rồi hôm nay anh không có hơi kiểu cái bạn đi làm chưa quyền chị nhiều nên em tặng bố thôi. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Ngày hôm nay em có món quà gửi đến anh là giỏ trái cây. Em hy vọng là ngày hôm nay em với anh sẽ có duyên và mọi thứ sẽ tốt đẹp và đơm hoa kết trái giống như giỏ trái cây này. Rồi, cảm ơn em. Người ta có ý hết trơn hết trọi đó. Đây. Hình mà đơm hoa kết trái. Cười liên tục cho tôi, nụ cười cực kỳ duyên dáng nha cô gái. Yeah. Lần đầu em nhìn anh thì em cảm nhận với anh thế nào nhỉ? Anh hơi gầy, thực sự thì về cái nhìn đầu tiên thì có lẽ là em cần thời gian để nói chuyện. Còn anh đánh giá em được khoảng bao nhiêu điểm trong cái yêu cầu của anh? Anh nói thật là trong tình yêu thì anh dễ tính lắm. Nhưng anh cũng phải... Nếu xét bề ngoài thì anh không dám chê, chắc chắn không cái điều gì cả. Nhưng mà nếu mà tính cách thì phải tìm hiểu thì anh biết được. Chứ còn giờ anh thì cảm nhận em là người khá dễ thương ạ. Nhưng mà anh khá hiền ạ. Em cảm ơn ạ. Giờ nói cái cảm nhận đi. Em thấy là với người con trai này á, em có thể mở cửa trái tim của mình được không? Em nghĩ là có thể. Nghĩ là có thể. Dạ. Và còn anh thì nghĩ thế nào? Anh thì nghĩ chúng mình cũng nên tìm hiểu nhau để hiểu nhau rõ hơn. Còn nếu mà em muốn tiến tới hôn nhân thì trong mà chúng ta tìm hiểu kỹ trong năm nay có thể cưới thì càng tốt, mà không thì sang năm cũng được. Đó, quyết liệt thì luôn á, có thể năm nay luôn. Em tiến tới em hát một bài nào đó, giao lưu văn nghệ có thể đem đến một cái sự thoải mái. Thật ra em hát cũng hay nhưng mà... Cái nó vui là chính. Nào, hãy giải tỏa tâm lý ngay lúc này. Nắm tay bạn gái, hát một bài nào đó. Hôm nay em nói em cần đôi tay, em nói em cần dắt anh đến những chốn yêu xa ngàn mây. Hôm nay tạm ngưng hết những âu lo thường ngày, chỉ cần em ngồi sau cùng nhau ta đi đến đâu cũng được. Nếu như một ngày anh không giống như em từng trông mong, chẳng ôm được thế giới liệu em có yêu không? Vì anh ôm được ngôi trái tim thật nhỏ bé của người anh yêu. Có em thật ấm áp như một bài hát anh phiêu. Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo. Thôi nhíu ra. Trời đó, như thế là đủ rồi. Ừ. Người ta gọi đó là hát từ trái tim đó em. Đưa ra quyết định của mình. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta phải quyết định trái tim mình có rung động hay không. Nếu rung động, hãy bấm. Và khi bấm, phải có trách nhiệm với điều đó. Còn nếu không rung động, không thích, không cần bấm. Nào, sẵn sàng. 3, 2, 1. Hết thời gian. Đã bấm. Vui quá à, cái cặp này. Cái cặp rồi. Này bấm nó vui quá à. Nắm tay nhau đi. Thực sự á. Cặp này phải hỗ trợ quyết liệt nha chị. Bây giờ thì... Cái nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên. Thứ nhất là hôn mái mà. Hai đứa đều đầu tiên đó. Đầu tiên hết đó. Cạo được, cạo được. Không là cạo được, em cạo chị. Mày đâu với mẹ anh. Bên đây á, bên đây á. Vừa thôi anh. Bên đây có hạt râu đặc biệt không? Bên kia hạt đặc biệt đôi mắt. Mắt là giống lưng bích hữu. Bên kia anh hiền nhưng mà hơi cụ non hơn. Anh nghĩ rằng là hai người hợp chung cái tính là nói tiếng Anh giỏi thì thôi. Chúc hai người nói tiếng Anh nên thì cái Tường không biết gì hết. Vậy thôi. Làm như cái Tường không biết, cái Quyền Linh biết vậy đó. Bạn tên là gì? Dạ chào quý vị khán giả và chào chị Cát Tường. Em tên là Phạm Quang Kiệt, hiện là hướng dẫn viên. Chà, để hàm râu thấy ghét ra. Bạn để giống người nước ngoài quá nha. Có ai nói như vậy chưa? Dạ có, mấy lần em đi tour đi qua Thái hay Indo thì mỗi nước em đều có một cái quốc tịch riêng. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Xin chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Thanh Thảo, 23 tuổi, đến từ Long An. Em đang là nhân viên văn phòng.
Mình làm công ty nào em? Dạ em làm, em công tác ở công ty Safaco, công ty dược Sài Gòn. À, mình làm trong bộ phận nào? Dạ em làm bên bộ phận dịch thuật. Dịch thuật? Dạ. Dịch tiếng gì em? Tiếng Anh đó chị. À, một bên là hướng dẫn viên, một bên là dịch thuật tiếng Anh. À, tôi nghĩ rằng bạn là một con người thoáng, rất là thoải mái, rất là năng động sáng tạo, bởi bạn là hướng dẫn viên du lịch. Tôi thật sự đến giờ bây giờ tôi vẫn không tin là bạn chưa có người yêu. Bởi vì nhìn bề ngoài thì bạn cũng đẹp trai đấy, lịch sự đấy, sang trọng mà đi nước ngoài nhiều nữa. Dạ tại vì không phải là em không có người yêu mà là trải qua cũng được 3 mối tình. 3 mối tình rồi. Nhưng mà thì dạng như là trước kia là thời đi học thì còn trẻ con. Rồi sau này đi làm thì do em đi nhiều quá, tại vì những ngày lễ hay là Tết thì em không có ở Việt Nam thôi. Thành ra là có những cái sự không có thông cảm được thì... Có người nào nói mặt bạn kiểu phản diện quá thành ra người ta không thích đâu? Dạ thì em thì tính cách thì hơi lạnh lùng, nhưng mà thì tiếp xúc rồi thì mới biết là người sống tình cảm. Rồi từ nãy giờ nghe bạn trai bên kia chia sẻ vậy thì em cảm nhận như thế nào? Em cũng hơi tò mò. Hơi tò mò phải không? Họ dạ. Tò mò với đối tượng bên kia bức màn đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà anh ấy thì nói là anh đi như vậy vào những ngày lễ Tết thì anh thường không có mặt ở Việt Nam. Thì dạ. Em có chia sẻ được những điều đó không? Mình thấy mình có đồng cảm được những điều đó không? Dạ thật ra là chỉ cần làm cho em cảm giác là yêu thì ở đâu thì em cũng sẽ hướng tim về đó. Câu này được ha, câu này hấp dẫn đấy. Bạn cần điều gì ở người bạn trai của mình nữa? Dạ em cần sự chân thành, chia sẻ với nhau tất cả những cái điều mà niềm vui nỗi buồn đó. Thôi bây giờ cái từ em hỏi luôn đi, bây giờ tiêu chuẩn bên đó như thế nào? Rồi bây giờ để em anh mong muốn hỏi luôn để mình em mong muốn một người làm cho nó nhanh như thế nào? Dạ đầu tiên là về ngoại hình á, thì chỉ cần cao 1m7 thôi, em cũng cần nhiều. Cao ít quá ha. Gọn gàng, nhìn dáng thể thao chút, thích động vật. Thí dụ như em thích đi cà phê động vật á thì cũng hưởng ứng nhiệt tình. Cà phê động vật là sao nghe lão vậy? Là cà phê trong đó nó có mấy con chó với con mèo đó anh. Tức là vô đó toàn là chó với mèo không hả? Mình được nựng với con chó con mèo đó anh. Người ngồi kế bên không nựng thì nựng chó mèo chi trời. Dạ biết quán cà phê đó. Ở đâu vậy? Trên mạng. À trên mạng hả? Bạn trai. Bạn thích người bạn gái của bạn như thế nào? Hiền. Hiền. Nhìn dễ thương. Cái này ai cũng muốn hết trơn á. Với lại quan trọng là biết chăm sóc bản thân. Nữa. Vậy là hai người lấy nhau, mỗi người tự chăm sóc luôn. Bạn nay nấy chăm sóc. Rồi sao nữa? Biết chăm lo cho gia đình, biết thương người. Dạ hết. Thì đơn giản quá. Bên đây chó mèo còn thương, không lẽ người không thương. Nhưng mà khuyết điểm của bạn là gì? Có phần hơi nóng tính. Nhưng mà tại vì những lúc nào mà em căng thẳng thì đừng có ai mà hỏi gì. Nhớ nha, nhớ nha. Đừng có hỏi gì nhiều nha. Dạ em nhớ rồi anh. Rồi bây giờ để tôi coi nè. Khuyết điểm nữa anh thấy là như ông cụ non vậy đó nha. Kẻ măng mà để râu dài mà kia. Chào chị. Trời ơi cái gì vậy? Đặc biệt lắm nha. Chị sốc hàng vậy? Này để được bao lâu rồi? Dạ lâu lắm rồi chị. Tại vì hồi xưa là em mê theo cái ngành điện ảnh. Thôi chị như này được rồi, bỏ này đi. Để độc quyền chị. Để ấn tượng. Cái này mà cái này vô điện ảnh đóng vai cướp hay lắm mà. Cướp hả? Dạ em cướp á. Hy vọng là em sẽ đóng được cái vai mà dạng cướp chị. Thôi nhưng mà cũng được đây, em đứng là có cao không? Cao 1m7 không? Trời ơi, cao hơn người Linh không à. Thôi đừng. Em giỏi thì... em biết mấy bao nhiêu ngôn ngữ? Dạ tiếng Anh. Tiếng Anh thôi. Tiếng hả? Nhật biết sơ sơ. Sơ sơ hả? Tiếng Việt biết không? No. Đâu chặt chém nổi với tôi là cái không rành tiếng Việt. Trời ơi. Cũng được em. Nói chung là nó cũng hơi ngộ ngộ chút xíu. Kỳ kỳ. Gì ngộ? Trời ơi, chị thấy kỳ kỳ rồi. Chị đâu biết là chị thấy ngộ rồi, chị nói ngộ chứ giờ. Nghĩ sao người ta nói ngộ? Thì tôi thấy ngộ, tôi nói ngộ à. Trời ơi, anh sao em kỹ như vậy? Nhìn đôi mắt thôi. Em không thích cái điểm nào ở người đàn bạn trai của mình nhất? Dạ có râu. Chết nột, có cái đồ cạo không? Nhưng mà cái này á. Mới cái đồ cạo, cạo, cạo liền coi. Ờ, cạo được, cạo được. Vấn đề là cạo được á chị. Cạo, cạo được, em tự cạo luôn. Không lâu em ngủ á, em canh ngủ em cạo chị. Wow. Để râu mới men anh. Bên đây á, bên đây vừa vừa thôi anh. Đặc biệt rồi, bên đây có hàm râu đặc biệt không? Bên kia đặc biệt đôi mắt. Mắt là giống Lương Bích Hữu. Anh bên kia anh dễ thương, anh hiền nhưng mà hơi cụ non cũng thôi.
anh nghĩ rằng là hai người hợp chung cái tính là nói tiếng Anh giỏi thì thôi, chúc hai người nói tiếng Anh nên chị Cát Tường không biết gì hết vậy thôi. Làm như là Cát Tường không biết cái Huyền Linh biết vậy đó. Anh tiếng Anh anh giỏi lắm á, anh là có bằng English for Children đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có hai cho hai bạn gặp nhau. Nhớ nha, cái vụ đó từ từ đừng có căng nha, thấy đừng giật mình về nhà canh ngủ cạo. Chuẩn bị đến thời chị thấy là cạo chắc rồi đó. Qua đi, 2 phút bắt đầu. Chào em. Chào anh. Anh có thích mấy cô gái Tây không? Nói chung thì anh chưa tiếp xúc, thành ra anh chưa có trả lời con này được. Yeah. tiếp xúc hoài mà chưa được. Không, tại vì em tiếp xúc là phần nữ châu Á là nhiều anh. Anh thấy họ đẹp không? Anh thấy người Việt Nam là đẹp. Vậy hả? Thảo. Sao anh Huyền Linh nói đúng với em ghê. Người nước ngoài cũng đẹp vậy. Nhưng mà người Việt Nam đẹp theo cách dịu dàng khác. Em có hay đi du lịch không? Dạ, em cũng thích. Em thích đi du lịch. Xa nhất của em là Hà Nội thôi anh. À, em chưa đi ra nước ngoài. Dạ chưa, em chưa có dịp đó. Chờ anh dẫn á. Anh dẫn đi. Anh đi là không tốn mà anh bút cái ghế xúc cho em. Gì ghế xúc của em làm sao? Không, máy bay không có ghế xúc. Có ghế bếp không anh? Không, chỉ có một cái khoang thương gia với khoang phổ thông thôi. Nhưng mà nếu ấy chắc là phải khoang hành lý. Thôi hết giờ. Rồi, bây giờ là thời điểm quan trọng nhất. Chúng ta quyết định hẹn hò với nhau hay là không. Để tay vào nút bấm đi bạn. Sau đây. 3 tiếng đếm, nếu đồng ý hẹn hò thì nhấn nút. 1 2 và 3. Chúc mừng hai bạn. Nào em chứ không thích râu mà nhìn không có bất ngờ hả? Em tưởng tượng ra cái bộ râu ở trên đây nè, nhưng mà ai ngờ không có, em cũng mừng. Cái râu này có cạo không hay là để? Thôi cạo đi anh. Thôi cạo đi anh. Em cũng thấy anh cạo đi anh. Hai người có thể nắm tay nhau để cảm nhận về buổi đầu tiên ta hẹn hò. Mà hai bạn từ từ đi anh, em thích vậy nè. Hả? Em thích vậy nè. Anh lên, em thích vậy, anh lên. Cái này còn quá cha nắm tay nữa. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều và chúc hai bạn sẽ đi đến một con đoạn đường dài hơn nữa với nhau. Dạ, ba mối tình rồi chị. Tại sao chia tay? Thời điểm lúc đó là em chưa có sẵn sàng để tiến tới xa hơn về phần gia đình, hơi bị ngăn cản. Gia đình bên đó hay bên mình? Dạ, bên em. Lý do? Mẹ em không thích đâu. Mẹ em có đưa tiêu chí gì để tìm con rể không? Dạ có chị. Tiêu chí như thế nào? Giỏi đẹp trai. Hả? Mẹ em kêu kiếm người đẹp trai. Dạ đúng rồi chị, chú Huy đi á. Em kiếm người đẹp trai nghe hay tôm? Mẹ nào ngủ quá ta? Kiếm người tốt tính hay là gì? Kiếm người đẹp trai hả? Dạ, chị nói vậy thôi. Bây giờ mình giới thiệu về mình lớn lên cho bạn nữ bên kia nghe luôn nha. Dạ, em chào anh Linh, chào chị Cát Tường cùng mọi người có mặt ở đây. Chào bạn nữ bên rèm ạ. Em tên là Nguyễn Ngọc Thắng, năm nay em 27 tuổi, đến từ Nam Định. Em làm gì ở thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, em là nhân viên xử lý đơn hàng cho một công ty chuyên cung cấp sắt thép. Quận mấy? Em ở quận 9 anh. Rồi, mời bạn nữ. Dạ, thưa ca, em là Trần Nguyễn Thúy Hà, em năm nay 27 tuổi, hiện tại đang sinh sống và làm việc ở tại thành phố Hồ Chí Minh và đang làm nhân viên văn phòng chăm sóc khách hàng ở tại công ty HD Saison ạ. Ở quận mấy em? Dạ, ở quận Thủ Đức ạ. Quê mình ở đâu? Dạ, ở Thủ Đức luôn. À, Thủ Đức qua quận 9 gần xịt ha. Dạ. Tiện lợi quá trời luôn rồi. Dạ. Hai người hỏi đi, ở chỗ nào có thể hỏi luôn trước luôn đi. Ừ, có gần không? Dạ anh ơi, anh quận 9 ở chỗ nào anh? Anh ở ngay chỗ đường lên Việt rẽ vào chút rồi. À thôi em mùi đường rồi anh ạ. À. Dạ. Mình ở chỗ nào thì được em? Đại học Ngân hàng á, đường Hoàng Diệu 2 á anh. À thế cũng gần. Ồ, anh này biết được. Em thì mù. Mình đâu cần biết, con trai biết được rồi, ta tự tới mình rồi mà. Chị. Dạ. Đúng không? Ngày dạ. Nào anh cũng đi làm qua đường đấy. À thế là tốt quá. À quên, em muốn có một bài thơ tặng chương trình và mọi người. Có bài thơ luôn hả? Rồi đọc lớn lên luôn. Tính anh chân chất thật thà, người thì to lớn đậm đà phì nhiêu, hiền lành tốt tính biết điều, một lòng chung thủy yêu chiều đậm sâu, mẹ hiền trông ngóng đã lâu, mong anh cưới được nàng dâu Thảo Hiền. Nhưng quên mất hết chưa, còn một câu nữa mà em quên mất thì được rồi. À tôi chơi tổng run quá anh, lên hồi hộp quá anh. Mẹ dặn lấy vợ ưu tiên, lên quyết phải cưới, riêng tiền khỏi lo. Tiền có mẹ lo đúng không? Quyết phải cưới mà tiền khỏi lo hả? Ồ, mẹ chịu chơi dữ. Nhưng mà thông báo cho bạn gái bên kia, bên trai bên đây chàng trai đọc thơ nhưng rất là rung nha. Tuy rằng tướng phì nhiêu nhưng mà vẫn hồi hộp. Thôi vậy sẵn em nói luôn đi, ngoài là cái khả năng làm thơ ra em còn ưu điểm khuyết điểm gì nữa không? Ưu điểm em
nấu ăn khá là ok ạ. Rồi. Nhìn là biết nấu ăn được rồi. Không biết được rượu bia. Tốt. Biết quan tâm chăm sóc mọi người và được cái em rất thích quan tâm và chia sẻ. Một con người tình cảm ha. Vâng. Khuyết điểm. Dạ, khuyết điểm chắc em hơi bự chị Đường ơi. Hơi phì nhiêu. Vâng. Giống như thơ em nói vậy đó ha. Có cái gì tật xấu gì không? Em hơi bị nhút nhát trước đám đông. Ngủ ngáy. Đôi khi hơi lười làm việc nhà. Lười quá phải vận động mạnh mẽ hơn nữa ha, nhiều hơn nữa. Vâng. Có ở dơ không? Không chị. Từ nhiều khi lười tắm thôi luôn á. Không, ngày nào cũng tắm hai lần. Thôi vậy được. Rồi, bạn nữ, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm là thân thì hơi bị vui à. Thì nói hơi vậy nhiều với lại vui hơi nhây nhây làm cho người ta vui thôi. Xuyên thì cũng rất là xuyên, mà lười thì cũng rất là lười. Là sao? Dạ, là cứ khi xuyên xuyên 12 giờ đêm em đi lau hết nguyên cái nhà. Rảnh quá vậy? Dạ. Mà có hay xuyên vậy không? Hay là mấy dạ. năm mới xuyên lần? Dạ, hứng lên mới xuyên chị. Hứng lên mới xuyên. Dạ. Nói chung làm việc tùy hứng. Dạ, đúng rồi chị. Tình trường thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, là 3 mối tình rồi chị. Tại sao chia tay? Thời điểm lúc đó là em chưa có sẵn sàng để tiến tới xa hơn về phần gia đình. Hơi bị ngăn cản. Gia đình bên đó hay bên mình? Dạ, bên em. Lý do? Mẹ em không thích ạ. Mẹ em có đưa tiêu chí gì để tìm con rể không? Dạ có chị. Tiêu chí như thế nào? Em dạ, nói cho chàng trai bên... Hả? Mẹ em kêu kiếm người đẹp trai. Dạ đúng rồi chị. Trước khi đi á, nói em kiếm người đẹp trai nha hai con. Rồi mẹ nào ngộ quá ta. Kiếm người tốt tính hay là gì? Kiếm người đẹp trai hả? Dạ, chị nói vậy thôi. Bây giờ em hỏi anh bên kia, còn anh có đẹp trai không? Trời, dạ. Bao đẹp trai đó. À, thế là tốt quá rồi. Bên kia có tình trường như thế nào rồi? Dạ, em mới có một mối tình chính thức. Quen cỡ cũng phải đến 7 năm rồi. Thời điểm đó chắc em cũng còn trẻ, kinh tế chưa vững chắc, cho nên là chuyện không đi được đến đâu. Rồi, mẫu người bạn gái em cần tìm là như thế nào? À, em cũng thích những cô gái mà mặc chút, mũm mĩm dễ thương. Tính tình thì pha lẫn truyền thống lẫn hiện đại cũng được. Công việc ở ngoài xã hội thì mình vẫn tự do thoải mái, nhưng về nhà chỉ cần biết chăm sóc cho gia đình là được. Để anh qua anh xem coi cô gái bên kia có giống như em nói không nha. Chào em gái. Anh à. Ừ, dễ thương quá. Anh bên đây thật sự là anh rất là chân thành. Dạ. Hiền từ, mặt đẹp trai đó. Dạ. Có là hơi bự chút nhưng mà mũm mĩm dễ thương lắm. Dạ, bự cỡ nào anh? Không, cũng vừa vừa cỡ anh hơn chút xíu thôi. Hơn chút xíu hả? Ừ. Chút xíu như đây hay chút xíu như đây ạ? À? Xíu như xíu vậy thôi. Anh thích em thì em chừng nào em cho anh bước tới. Em dự tính là trong năm. Trong năm luôn hả? Dạ, tại vì quen lâu quá thì nó sẽ dễ nhạt. Em có phải người con gái ghen không? Dạ không à. Thí dụ đi chơi với gái là thoải mái bình thường thôi. Trời ơi. Có. Dễ vậy đó hả? Bậy đi, nó bậy đi. Nhưng yên tâm, anh này anh chung thủy lắm, thấy tính anh rất là tình cảm nha. Dạ, nhưng mà em có thấy anh nói là quan tâm gia đình, lo lắng cho gia đình á, thì như em nói là em hơi bị lười, nhưng với lại tính em hay chậm tiêu nữa, nên em sợ là không cái việc mà lo lắng gia đình thì sẽ hơi bị kém cái đó rồi. Anh sẽ lo. Anh sẽ lấy thân xác của anh để lo bù đắp lại cái chuyện đó. Được, thôi nói chứ anh này dễ thương, anh dạ. Tin chắc như vậy, thấy gương mặt có hậu. Gì mà nói tốt cho đàn trai dữ vậy không biết nữa. Rồi được rồi, về bển đi, đây tao giải quyết nội bộ xíu rồi tao qua. Theo như bên kia nãy giờ mình nghe đó là coi như anh đó là hơi mập. Dạ. Mà mẫu người lý tưởng của em cần tìm là như thế nào? Mẫu người lý tưởng của em á là cao 1m7 trở lên, cũng ưa nhìn chút, ít mụn. Có mụn thì nặng thôi chứ có gì đâu mà sợ. Nhiều mụn quá thì hơi bị chướng ngại rồi. Nhưng mà mập thì vẫn được đúng không? Dạ, cái đó thì không có vấn đề gì hết, từ từ rồi tập thể dục là giảm cân. Khó giảm lắm em. Rồi, về tính cách em có điều gì không thích ở người bạn trai? Dạ, gia trưởng à. Quá kỹ tính với lại keo. Anh dễ tính lắm em. Em có keo kiệt không? Không chị ạ. Với lại là em thích một người là phải hiểu em một tí xíu, gọi là nắm bắt tâm lý. Tại vì em bị, như hồi nãy em nói là em bị chậm hiểu á, em chậm tiêu á. Em hỏi ảnh coi, thử coi. Dạ anh ơi, em nấu ăn dở lắm á anh. Anh nấu cũng được mà em. À thế là tốt quá rồi, với lại việc nhà sao anh? Anh đỡ đần cho em cũng được. Đỡ đần sao anh? Anh làm hết luôn được. À. Nói cái này có, là nói nha. Có. Mà làm hết bao nhiêu anh? Bao nhiêu phần trăm anh? Chắc nếu mà ý anh đỡ cho em 70% đi. Em làm ít thôi. Dạ, dạ được ạ. À. Anh nấu ăn được là em khoái rồi ạ. À. Bây giờ ngoài cái vụ mập ra, cái vụ ngoại hình ra, có cái điểm gì em không thích ở người con trai nữa không? Ở giờ chị. Không, mấy người mập ta hay nóng nực, ta tắm hoài à. Cái kinh nghiệm của chị. À hồi nãy em có nghe ảnh nói là ảnh ngáy á, ảnh ngủ ngáy á. Thì em ngủ trước đi, em đâu có nghe tiếng ngáy. Hả? Em chị. Tôi đâu ngờ dữ vậy. Làm gì dữ vậy? Thôi láng láng tóc tai rồi lên gọn gàng coi. Nóng lắm nha, mấy người nha. Mập bởi vậy nóng lắm, mồ hôi đổ quá trời quá đất luôn à. Ôi. Không, tại hồi hộp chứ. Hả? Đâu gia tỷ mình mở này ra xíu coi. Làm gì khám ta kỹ vậy?
Chà, chắc cái này chắc khó xuống lắm à. Chà, thật chắc nuôi à. Chà, cao mét mấy? Em trên mét 7. Trên mét 7, đúng rồi, ông này thì cao đây. Chết cũng có một cục mụn kha khá ha, bự bự ha. Không, tại Mỹ hôm nay lo quá hả? Mới ngủ vậy. Nói chung mặt mày là cũng đẹp, sáng sủa, da mịn màng. Bữa nay có một cục mụn mụn coi như là nó phản chủ, nó nổi lên thôi. Chứ gương mặt này cũng phải là mặt mụn thường xuyên. Vâng. Coi cái mặt mày coi là cười. Được, cũng được. Mắt hai mí, mũi cao ha, cười cũng có duyên á. Ủa mà sao thí dụ nóng nực quá, mình bận cái này với cái áo thun được rồi, mình bận cái áo vest vô làm chi vậy em? Cho nó đỡ mập. Giấu giống cái gì? Giấu. Áo mới mua mới may à. Áo may à. Áo này giống áo chú rể quá vậy. Không. Không, em may em diện. Em may để đi tham gia chương trình đó hả? Không, may trước đấy rồi. Nhưng mà cơ bản là lên áo này đúng ra anh mặc mới hợp. Mà tặng anh lên cái áo đó đi. Em bận là hơi chật rồi nè, chật nách, chật tay nè. Là lát xong. Nói chứ anh nhiều áo lắm. Mình về có làm dâu không em? Dạ, bây giờ em thì cũng chỉ có mình mẹ nên thật sự là cũng muốn được làm dâu là cái tốt. Ừ. Nhưng mà trước khi đến đây mẹ em có dặn nếu mà nhà nữ mà muốn bắt rể thì ok cho mà đi luôn. Bắt rể đi luôn. Thế mẹ. Ủa? Em dặn. Em nhà em có chịu bắt rể không? Dạ có chị. Tuy ba mẹ em không có nói là con cái lớn lên phải nuôi ba mẹ, nhưng mà em rất thương ba mẹ nên sau này vẫn phải nuôi ba mẹ. Em có chia sẻ với bạn gái cái vấn đề đó không? Đương nhiên phải toàn tâm toàn ý lo cho gia đình rồi, nhưng mà cổ cũng phải có một cái khoản riêng của lo cho gia đình của cổ nữa. Dạ cái đấy em tôn trọng mình. Bụng bự chắc tốt bụng lắm ha. Ờ thôi vậy cũng được. Hôm nay em trai đi với ai? Hôm nay em đi với em gái, anh họ em với lại mấy em. Rồi. Dạ em xin chào chương trình. Chào chị. Em có muốn hỏi chị một câu hỏi là không biết là chị quan trọng về hình thức hay là quan trọng về tính cách tâm hồn hơn? Chị quan trọng về tính cách tâm hồn hơn. Nếu như hình thức mà chỉ có bên ngoài không mà bên trong mà không tốt với mình, hoặc là những cái không có phù hợp với mình á, thì cũng như không à. Tại vì thật sự thì anh em chỉ có mắc một khuyết điểm, đấy là về ngoại hình hơi mập một chút thôi. Còn tất cả mọi thứ thì đối với em đấy là hoàn hảo. Chị thì chỉ cần yêu thương anh em thật lòng, cần tất cả song do bão tố thì cứ để anh em lo. Trời. Chị cảm ơn. Trời ơi, hồi nãy ông anh đã nói tôi sợ nói hố rồi. Thêm em gái khẳng định lại vậy nữa. Em gái đi với ai? Dạ em đi cùng với hai bạn đồng nghiệp à. Em chào anh Quỳnh Linh ạ, à. Chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả ạ. À. Em chào anh ạ. À. Anh bên này thì em thấy là cũng thật thà, nhìn cũng dễ thương á chị. Thấy là hai người nên cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu hơn. Cảm ơn em. Bây giờ kéo màn lên cho hai bên gặp mặt nha. Đó, không gian dạ. Này được các bạn. Dạ, em cảm ơn. Quà tặng đi. Dạ, em cảm ơn ạ. Em có thể bóc luôn nhỉ? Ồ, bóc luôn anh. Mình mở. Ồ, cái gì? Ồ, chưa chiên nè, hồ tím luôn. Cái này à, cái trong sao em thích. Thật sự thì em rất mong là nếu được thì chúng mình sẽ giống như cái nhân vật trong quả cầu tuyết này. Dạ, yeah, em cảm ơn, nhưng mà cái này hơi giống là hơi bị khó đó anh à. Cái này là hai tụi mình phải giống cưng đó anh. Bánh này mua hay em làm? Dạ, yeah, em tự làm ạ. À. Em mời anh thử luôn ạ. À. Mày muốn em về lấy cổ là cổ làm ăn bánh mỗi ngày. À, em làm bánh còn anh làm cơm. Được anh. Điều này chắc hết xuống nổi quá. Ôi rồi anh ạ. À. Anh cảm ơn. Trời rung dữ vậy anh. Ngon anh. Không lẽ nói hồng. Dám nói không ngon à. Rồi chúng ta có 2 phút trò chuyện. Mời các bạn. Thật ra thì em có một cái sở thích. Em không biết là gọi là biến thái hay không, nhưng ai cũng kêu em biến thái anh. Đó là thích con trai đàn ông mà mặc áo sơ mi á, quần tây á anh. Mà tướng mà gọi là chuẩn nữa là em cực kỳ thích luôn á anh. Thì đợi về anh với em tập thể dục. Dạ dạ được được. Không, anh lên Đồ Tây là cũng sáng lắm. Dạ anh mặc cái áo vest này cũng đã đẹp rồi. Nãy giờ anh thấy em sao qua trao đổi anh. Không, đúng với người mà anh tìm hiểu cần tìm. Anh thích người mà mập mạp và mũm mĩm dễ thương ấy. Em không mập lắm đâu nhưng mà nhìn em là thật sự anh thích. Dạ em cảm ơn ạ. À. Em thấy anh sao? Em thấy thật thà, đẹp trai. Để cho em cũng thích đó. Thiệt ra là em cũng không thích là chuẩn lắm, nhưng mà về tập thể dục một tí xíu cho lên cơ bắp sống muối càng đẹp. Anh cao 1m72 đó, tập lên áo sơ mi bỏ quần đẹp, đẹp trai chuẩn. Vô cùng luôn. Dạ. Mặt rất có duyên hơn anh luôn đó. Dạ. Bình thường thì em làm việc giờ hành chính hay sao? Dạ, giờ hành chính nhưng mà bên em là phải làm theo ca, cho nên là tự sắp xếp ngày lịch nghỉ anh. Nhà mình gần mà.
Ngày nào anh cũng đi qua chỗ Hoàng Diệu 2 chỗ nhà em. À vậy hả? Ước gì anh đi qua luôn cả Bình Thạnh. Bình Thạnh? Cho em đi làm luôn. Hiện tại là em chưa biết đi xe. Không biết là mai mốt về anh có dành thời gian tập xe cho em không? Cái đấy dễ lắm nè, nhanh lắm. Em nhát lắm. Tập vài buổi là ok. Có anh ngồi xong đỡ rồi, đâu có gì phải lo. Thì anh có hút thuốc không anh? Thuốc anh bỏ từ lúc đăng ký chương trình này là anh nghỉ rồi. Sao vậy? Tự nhiên đăng ký chương trình nghỉ luôn rồi sao? Dạ, em biết là lên chương trình là các bạn nữ không thích. Em thích à, theo cái thích à. Anh ơi, em hỏi cái này nữa nha. Anh thích ngắm gái không? Ngắm gái? Dạ đúng rồi, gái đẹp. Đẹp thì phải thích ngắm chứ em? Dạ. Có chứ. Ngắm sao anh? Anh ngắm anh có bình luận này nọ không anh? Không anh. Thế là buồn lắm. Em thích ngắm gái luôn. Ngoài ngắm trai em thích ngắm gái. Em gái càng đẹp em càng thích. Gái càng chuẩn, ba phòng càng chuẩn em càng thích. Mà mốt anh thích đi về nhà bình luận với em. Hai đứa đi đường bình luận. Thấy mới vui không? Được, cái đấy được. Anh lên bắt đầu biển nhăn nhó rồi. Cô này sở thích lạ quá. Ủa rồi cuối cùng là em thích trai hay thích gái? Dạ. Em thích con trai chị. Thích yêu trai, nhưng mà em thích ngắm cả hai. Càng đẹp em càng thích giờ ngắm. Giờ nói thôi chứ mốt mà chồng mà cứ lúc nào ngắm gái là lúc đó mới biết rồi nha. Ngắm gái để bình luận cho với mình thôi à, anh còn ngắm gái mà xa hơn thì cái đó là không được thôi. Cứ ngắm bình luận thôi, cô này cô sao đó bình luận thôi. Dạ, đâu sao đâu, em thoải mái em càng thích nữa. À giờ hay vậy ta. Cho anh thì thấy cái khoảng cách của chúng mình cũng gần ấy. Cho nên dạ, thời gian là cũng chắc là dễ sắp xếp. Em thì dễ lắm, nhưng mà quan trọng mẹ em thôi. Không, nên đến lúc đấy mà ví dụ như hai đứa mình đã tình cảm sâu đậm rồi mà đến lúc mẹ em lại chê thì sao? Em nghĩ với anh chắc mẹ em không chê đâu. Nhìn lại hình là ok rồi. Phúc hậu rồi, mẹ em ok hết. Tương lai sao? Về nhà ai giữ tiền, con cái gì đó? Em không giỏi giữ tiền đâu anh Linh. Chắc cái đấy cho vợ giữ. À, thế thì mệt rồi anh. Em cũng không giỏi giữ tiền luôn. Rồi đem qua chị giữ giùm cho. Con câu cái sao? À, em thích mấy đứa? Dạ một thôi. Cháu ít rồi. Anh lại thích càng nhiều càng thích. Không nổi anh. Một thôi. Cái okay, đấy là theo anh nghĩ là trời cho. Dạ đúng rồi. Mình ấy thì do số trời. Một nhưng trai hơn gái. Hỏi luôn đi. Em thích con gái anh Linh. Em lại thích con trai. Rồi hai mẹ ngược quá vậy ta. Không, như cái đấy đã nói rồi. Cái đấy nó là trời cho thôi em. Thật sự thì nhìn thấy em dễ thương. Anh rất là thích. Dạ. À, cho anh hát tặng em một câu. Dạ. Mẹ nói với anh, mẹ rất thương em. Thương vì nết na nhu mì ngoan hiền. Ý mẹ thầm mong em làm dâu. Xin em một câu hẹn ước, cậy người quá mỗi mai trầu cao. Cô gái có hát đáp lại không? Em hát anh. Thật lòng em mơ mơ cùng anh đi đến tận cùng. Tuần cùng cho mai vừa sắp. Em quên lần lại đi em. Làm lại em cũng quên rồi. Để từ từ em nhớ. Thôi hết giờ. Phải có trách nhiệm về điều đó. Suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 tay nào? Tay ảnh còn rung dễ sợ. Rung lắm, nhưng mà rất chân thành nha. Hôn đi. Không thích là người phụ nữ không biết quan tâm gia đình. Trang điểm quá lè lè. Có cái tài năng gì không? Thể hiện chút xíu năng lực. Dạ, sở thích thì em có. Để sở thích của em thì em thích chơi thể thao. À, có thể nấu ăn được. Thể thao môn gì? Đá banh gì? Hát được không? Dạ hát thì em ở chung với chị. Là mỗi lần mà hát thì chị em kêu là em mà hát thì hàng xóm người ăn cơm vô. Là coi như hát dở rồi đúng không? Dạ hát dở. Đó giờ chương trình này hát hay nhiều rồi, hát dở chưa thấy. Mời em hát một phút dở. Giới thiệu. Dạ em tên là Hoa. Em năm nay 22 tuổi, đang là sinh viên ạ. Rồi xin mời bạn Nam. Dạ chào em luôn. Hi, chào bạn. Đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Cát Tường xinh đẹp bên tấm rèm bên kia. Chào các bạn cùng chơi và quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Anh tên là gì? Dạ, em tên là Đông Hùng. Năm nay em 24 tuổi và em là nhân viên kinh doanh. Đẹp trai, phong độ, có nghề nghiệp ổn định như vậy. Mình chưa tìm được cho mình một cái đối tượng nào à? Dạ thì nó cũng có lý do anh. Lý do gì? Dạ, đầu tiên thì do là công việc của em á, thì làm trong công ty của chị em. Thì trong đó thì toàn là bà con không.
Với lại khách hàng mà mình tiếp cận thì lớn tuổi không, nên là em không có kìm được cái đối tượng của mình. Cái thứ hai nữa là khi mà ra đường á, gặp một bạn gái nào đó thì em không có dám chủ động làm quen hay gì đó. Tại sao không dám? Dạ cũng bị một lần bạn gái đó từ chối nên là cũng mắc cỡ đúng không? Dạ mắc cỡ. Dạ. Hoa thì sao? Hoa rất là trẻ, sinh viên trường gì em? Dạ em học Đại học Quốc gia. Sinh viên thì cái tuổi còn đi học mà quá trời người xung quanh bạn bè, tại sao lại đến với chương trình? Tại vì trong môi trường em học á thì các bạn của em nam rất là nhiều, nhưng mà em chỉ có thể trao đổi bài vở thôi chứ không thể nào có một cái tình cảm đặc biệt hơn. Thế đó giờ mình đã có mối tình nào chưa? Dạ em có một rồi ạ. Chia tay lâu chưa em? Dạ cũng một năm rồi chị. Rồi thì mình có thể giới thiệu một chút xíu về bản thân của mình. Sở trường của em là nấu ăn cũng khá tốt. Rồi những cái thứ mà liên quan đến mỹ thuật á, ví dụ như là cắm hoa hay là trang trí món ăn hay là vẽ linh tinh. Vậy là ổn ha, người phụ nữ của gia đình. Nhưng mà điểm xấu của em lại là hay nóng ạ. Mà nóng cỡ nào? Dạ ví dụ như là cái công việc không có theo ý em thì em hay dễ cáu lắm. Mình thích một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ em thích bạn trai có gương mặt sáng, tính cách thì phải quyết đoán nhưng mà vẫn phải biết lắng nghe. Nếu mà thích đọc sách thì em cộng thêm điểm cho họ. À hèn chi. Được rồi. Không? Yêu cầu bên đó được không bạn? Dạ được anh. Em hay đọc sách lắm anh. Đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm anh đó? Dạ nhưng chắc mà được anh thích đọc sách gì ạ? Sách về kinh doanh. Kinh doanh? Anh có đọc ngôn tình không đấy? Cái ngôn tình đó chắc anh không đọc. Rồi rồi. Em thử nói một vài câu ngôn tình cho nó đẹp coi. Không, nãy giờ em đâu có nói là em đọc sách ngôn tình đâu. Nhưng tại sao bạn thấy em thích bạn trai đọc sách ngôn tình? Không, em hỏi để nếu mà anh thích đọc sách ngôn tình thì em tránh. Trời ơi. Hên quá. Hên quá. Yêu cầu bạn gái như vậy. Rồi còn mình yêu cầu như thế nào? Và em thích một người bạn gái cao khoảng 1m6 trở lên, gương mặt dễ nhìn được rồi. Về tính cách thì em thích một người là hiền lành, biết quan tâm tới người khác, biết thương yêu cha mẹ, không nóng tính. Bên kia nóng tính. Dạ có gì em kìm. Mình có những cái ưu khuyết điểm nào? Dạ ưu điểm của em á thì là em vui vẻ, hòa đồng. Với lại trong công việc thì khi mà xác định làm cái việc gì rồi á là em làm tới cùng chứ không có bỏ dở. Còn về khuyết điểm của em á thì em có tính là hay quên. Ví dụ như là quên chìa khóa nè, điện thoại nè, tiền nè. Ví dụ nhiều khi mà đi ăn á cái quên đem tiền. Quên đem tiền hoài. Quên đem tiền. Cũng kỳ lắm mà nha. Dạ. Đi ăn bạn gái mà cứ ngày nào cũng quên đem tiền để bạn gái trả cũng hơi lộ à. Chuyện đó là lâu lâu mới quên chị ạ. Tôi quên hoài đi ăn quên tiền lắm. Có một cái có nghĩa là cái quên đó của em nhưng mà ai thiếu nợ em lại nhớ dai lắm. Dạ. Chị hỏi Hoa một tí nữa là bây giờ cái điểm nào mình không thích? Dạ em không thích mẫu người con trai mà tính lề mề á chị, không đúng giờ rồi công việc thì hay trì hoãn này nọ, em không có thích như vậy. Chị biết rồi, để chị coi coi. Dạ em chào chị Cát Tường. Ôi trời ơi, chị đẹp quá, ngưỡng mộ em. Dạ. Quá mặc dù chưa biết em là ai mà ai tặng hoa chị hay ngưỡng mộ lắm. Dạ bây giờ em không thích cái điều gì ở người phụ nữ nhất? Em không thích là người phụ nữ không biết quan tâm gia đình, trang điểm quá lè lè. Có cái tài năng gì không? Mình thể hiện chút xíu năng lực. Dạ sở tài năng thích thì em không có. Về sở thích của em thì em thích chơi thể thao, có thể nấu ăn được. Thể thao môn gì? Đá banh đó chị. Hát được không? Dạ hát thì em ở chung với chị nên là mỗi lần mà hát thì chị em kêu là em mà hát thì hàng xóm người ta ăn cơm không vô. Là coi như hát dở đó, đúng không? Dạ hát dở. Hồi đó giờ chương trình này hát hay nhiều rồi, hát dở chưa thấy. Mời em hát một khúc dở. Ăn thua mình gan. 2, 3. Dạ giờ em xin hát bài Lâu Đài Tình Ái để cho nó hợp với lại không khí ngày hôm nay. Đúng, chính xác. Hát dở chị đừng có chê ha. Không chê, khen thưởng. Anh sẽ vì em làm thơ tình ái, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, để một lần không gian đổi mới đón hai đứa chúng ta mà thôi. Ổn mà, được mà không quý vị? Được rồi. Hôm nay em đi có người thân đi theo không? Dạ em đi với bạn chung phòng với em. Chào em. Dạ em chào chị Cát Tường và anh Huyền Linh và tất cả quý vị có mặt ở đây ạ. Bển sao? Bển sao? Về ngoại hình thì em không có nhận xét, tuy nhiên là về tính cách á
Thì em biết là bạn của em là bạn Hoa, tuy là nhỏ tuổi nhưng mà bạn rất là sâu sắc trong suy nghĩ và rất biết quan tâm những người xung quanh và cũng biết quý trọng người lớn như tiêu chí anh đề ra. Dạ, em cảm ơn ạ. Nam có đi với người thân không? Dạ, đi với chị hai em. Chị ruột á hả? Dạ, chị ruột với lại bạn thân. Mời chị hai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường ạ. Rồi, chào bạn. Sao chị thấy bên đây em dâu được không? Dạ, thứ nhất là em cũng học Đại học Quốc gia. Thì hồi trước chị cũng học Đại học Quốc gia, nên cùng phe. Cái thứ hai nữa là em người Bắc. Hiện nay chị cũng đang làm dâu cho nhà người Bắc. Và chị thấy là phụ nữ Bắc thì rất là biết vun vén cho gia đình. Cho nên chị nghĩ là về cái tiêu chí của Hùng á, thì nhìn tổng thể là hơn 90% rồi đó chị. Vâng. Như vậy tốt rồi ha. Dạ em muốn nghe ý kiến của người bạn thân của em. Có thấy được không? Được không? Được phải không? Rồi cảm ơn bạn. Vậy thôi đó, một câu vậy là hiểu nhau rồi đó hả? Dạ. Được là được vậy thôi đó hả? Hay quá bạn thân. Đến hay quá. Xem coi sao nha. Dạ. Dạ trời ơi. Chào bạn. Dạ. Nãy anh chưa nghe em nói quê ở đâu nhỉ? Em ở Hà Tĩnh ạ. Hà Tĩnh nhưng mà vừa vào Thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ em vào 4 năm rồi. Ổn đấy, anh thấy ổn á. Dạ. Rồi kéo màn lên cho đôi trẻ gặp nhau đi. Chào em. Em chào anh ạ. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Em cũng có một món quà tặng anh. Rồi anh cảm ơn. Sách gì vậy? Hồi nãy giờ thấy hỏi hoài đó. Đó là cuốn sách em rất thích. Em hy vọng anh cũng thích cuốn sách đó. Anh thấy, anh nhìn là anh cũng thấy thích rồi đó. Anh thấy em như thế nào? Về ngoại hình á. Về ngoại hình thì anh thấy em rất là sạch sẽ. Mới vô cầu đầu rồi. Dạ không anh. Không lẽ nữa là ở dơ. Sạch sẽ có nghĩa không phải có nghĩa là ở dơ. Thì anh cứ coi chương trình khác. Dễ dạ. Thương xinh cái gì đó. Dạ không, câu đó có nghĩa là người ta không có ngược đãi cơ thể người ta. Mặc đồ rất là biết đẹp. Biết rồi nhưng dạ. Mà tự nhiên giờ gặp em nó mày sạch sẽ rồi nha. Kỳ lắm nha. Làm lại. Dạ. Anh thấy em rất là xinh. Cảm ơn anh ạ. Em thấy anh sao? Nhìn anh rất là thể thao. Em cũng thích người biết chăm sóc bản thân mình. Bình thường nếu mà hẹn hò thì em thích đi đâu? Em thích đi uống cà phê. Em có gì hỏi anh không? Em đang là sinh viên thì anh có nghĩ đó là một vấn đề không? Không em. Anh suy nghĩ nếu mà em sinh viên thì cuối cùng em phải ra trường và đi làm thôi. Câu cuối cùng tỏ tình với nhau như thế nào? Dài hay ngắn chị? Dài cũng được, ngắn cũng được. Thì anh thấy hai mình gặp nhau ở đây cũng là một cái duyên số. Chắc là kiếp trước cũng có nợ nần gì nên là chắc mới lên chương trình này. Nên là anh nghĩ là mình trong một cái khoảng thời gian ngắn ngủi này mình cũng chưa hiểu nhau hết. Thì nếu mà được á, thì sau chương trình này thì mình sẽ tìm hiểu nhiều hơn. Em thấy sao? Dạ em sẽ cân nhắc. Rồi ok. Hết thời gian. Hết thời gian. Mời hai bạn để tay vào nút bấm. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Rất đẹp. Một cặp đôi tôi nghĩ rằng rất là tuyệt vời. Mong rằng các bạn